đến với buổi live stream của BB Thanh Mai ạ. Hôm nay BB Thanh Mai sẽ chia sẻ chuyên mục lão hóa da, bạn hỏi chuyên gia giải đáp và với sự góp mặt của bác sĩ Hồng, chuyên khoa da liễu. Bác sẽ đồng hành với chúng ta suốt buổi live stream ngày hôm nay để đưa ra những lời khuyên cũng giống như là giải đáp những cái chương trình thắc những cái câu hỏi thắc mắc của khách hàng ạ. Dạ, em chào bác ạ. À, chào My. Dạ. Xin chào quý vị đang theo dõi chương trình live stream của BB Thanh Mai, BBT. Dạ, thì trong suốt thời gian vừa qua thì BB Thanh Mai nhận được rất là nhiều câu hỏi về những cái liệu trình cũng như là những cái phương pháp trẻ hóa da mà đang được áp dụng ở BB Thanh Mai. Thì để giải đáp hết tất cả những khúc mắc của khách hàng thì ngày hôm nay BB Thanh Mai xin tổng hợp hết tất cả những cái câu hỏi mà thường gặp nhất để bác sĩ chia sẻ và trả lời chi tiết cụ thể nhất ạ. Dạ, em chào bác ạ. Dạ, thưa bác ạ, thì không biết là bác có thể chia sẻ được những cái nguyên nhân nào để khiến cho cái làn da của chúng ta ngày càng bị lão hóa không ạ? Về cái chủ đề mà lão hóa da thì chắc cũng được rất là nhiều các chị em và gần đây là có các anh em cũng rất là quan tâm đến cái vấn đề lão hóa da. Thì để chúng ta nói về nguyên nhân tại sao mà bị lão hóa da thì đầu tiên chúng ta phải định nghĩa lại các cái đặc điểm của cái lão hóa da là như thế nào. Thì về một cái làn da khỏe mạnh, một làn da săn chắc thì chúng ta cũng có nghĩa là da khỏe, tức là da săn chắc, là da đều màu và căng bóng mịn màng, không bị trùng, bị sẹo, thì đó là một làn da khỏe. Thì ngược lại thì một da lão hóa đó là chúng ta bị mất đi các cái thành phần trong da, ví dụ như collagen, ví dụ như elastin hay là HA, thì làm cho da chúng ta bị trùng, bị sẹo, bị yếu, bị không có được săn chắc như trước đây và hình thành các cái nếp nhăn trên da. Và ngoài ra nữa thì có thể là chúng ta thấy các cái vấn đề thay đổi về sắc tố da, ví dụ như nám, như tàn nhang, sắc tố không đều màu da. Thì tất cả những cái vấn đề đó là chúng ta thấy là cho thấy là cái da chúng ta bị lão hóa. Vậy thì các cái nguyên nhân nào mà dẫn đến cái việc da chúng ta bị lão hóa? Thì đầu tiên đó chúng ta chia đó là bốn cái nhóm chính. Đầu tiên đó là cái ánh nắng mặt trời. Thì ánh nắng mặt trời là cái yếu tố rất là quan trọng và ảnh hưởng rất là nhiều đến cái làn da của chúng ta. Nếu mà chúng ta đi nắng nhiều, chúng ta không có che chắn kỹ, không có dùng chống nắng thì da chúng ta sẽ rất là nhanh bị lão hóa. Do tại sao? Bởi vì là khi chúng ta đi nắng thì trong ánh nắng mặt trời có các cái tia sáng bao gồm đặc biệt là cái tia từ ngoài hay còn gọi là tia UV. Thì chính cái tia này sẽ tác động lên cái da của chúng ta, làm biến đổi các cái sợi như collagen, như elastin. Những cái thành phần này sẽ bị biến đổi, bị lão hóa và là bị đứt gãy, trùng nhão. Thì chính cái tác động này làm cho da chúng ta mau chóng bị lão hóa, mau chóng bị trùng, bị sẹo. Thì cái collagen và cái elastin trong da chúng ta ví giống như là cái sợi vải trong một tấm vải vậy. Thì khi mà các cái sợi này đàn hồi tốt, săn chắc nhiều trong da thì da chúng ta luôn luôn là săn chắc, da chúng ta khỏe. Còn nếu như mà khi các cái thành phần này mà bị giảm đi hoặc là bị đứt gãy, bị yếu đi, bị trùng nhão thì chúng ta thấy là cái da chúng ta sẽ bị đổ, bị trùng, bị nhão và hình thành các cái nếp nhăn trên da. Thì đó là cái yếu tố rất là quan trọng. Cái ánh nắng mặt trời nó chiếm cho tới 70% cái yếu tố mà lão hóa da. Thì chính vì vậy chúng ta phải chống nắng tốt để bảo vệ da. Cái yếu tố thứ hai mà chúng ta phải kể đến mà cái nguyên nhân làm cho lão hóa da đó chính là cái việc mà chúng ta sử dụng các cái mỹ phẩm mà nó không gọi là rõ nguồn gốc, kém chất lượng, ví dụ như kem pha, kem trộn. Thì các cái loại mỹ phẩm này nó sẽ làm cho da mình bị mỏng đi, bị teo đi và các cái thành phần trong da nó bị mất đi theo cái thời gian. Thì cái yếu tố này cũng rất là cần chú ý. Chúng ta nếu mà chúng ta sử dụng mỹ phẩm thì rất là tốt, tuy nhiên là chúng ta cần phải lựa chọn làm sao cái loại mỹ phẩm tốt, có nguồn gốc rõ ràng thì chúng ta mới đảm bảo được là cái hiệu quả của mỹ phẩm, và thứ hai là đảm bảo an toàn cho da về lâu dài, tránh cái việc bị lão hóa da. Và một cái yếu tố thứ ba nó nữa đó là cái yếu tố mà chúng ta cái gọi là cái lối sống, các cái yếu tố môi trường tác động đến cái da, ví dụ như là chúng ta ngủ có tốt không, chúng ta uống nước có đủ hay không, chúng ta có bị mất ngủ hay không. Rồi ngoài ra nữa thì các yếu tố về môi trường như là ô nhiễm môi trường cũng làm tác động lên cái da của chúng ta, làm chúng ta mau bị lão hóa hơn. Thì cái lời khuyên ở đây chúng ta làm gì? Chúng ta nên đó là uống nhiều nước, sinh hoạt điều độ, chúng ta nên đi ngủ sớm buổi tối, không nên thức quá khuya thì cũng sẽ giúp cho cái da của chúng ta được bảo vệ tốt hơn và chúng ta có cái làn da khỏe hơn.
thì một cái yếu tố cuối cùng nữa đó chính là yếu tố về tuổi. Thì mọi người thường nói là tuổi làm cho da chúng ta bị lão hóa, nhưng thực ra theo nghiên cứu thì người ta thấy rằng đó là tuổi chỉ chiếm khoảng 10% trong cái nguyên nhân mà gây lão hóa. Tất nhiên là theo thời gian chúng ta lớn tuổi thì cái da chúng ta sẽ bị lão hóa, nhưng nó chỉ chiếm khoảng 10% thôi. Thì cụ thể thì như quý vị chúng ta thấy đó là với một số người thì tuổi người ta có thể là lớn tuổi mà người ta vẫn giữ được cái da rất là khỏe, rất là đẹp, rất là săn chắc. Tại sao? Bởi vì người ta có chế độ chăm sóc da tốt, người ta thường xuyên có những cái phương pháp mà để cho da trẻ lâu, và đặc biệt người ta chống nắng kỹ, người ta xài mỹ phẩm là rất là kỹ. Thì những cái yếu tố đó làm cho da người ta trẻ lâu. Còn một số người khác, ví dụ như là những người mà phải làm việc ngoài dưới môi trường nắng này, hay là phải thường xuyên đó là mất ngủ, hay thường xuyên đó là uống ít nước, thì da cũng sẽ mau bị lão hóa, mau bị chảy xệ hơn so với lại bình thường. Thì cái tất cả những cái điều đó chúng ta đều biết. Thì trên đây là bác sĩ Hồng mới đưa ra đó là bốn cái nhóm nguyên nhân chính mà làm cho da bị lão hóa mau. Thì tổng kết lại, chúng ta để mà chúng ta làm sao để bảo vệ da tốt á, chúng ta đầu tiên phải chống nắng kỹ này, thứ hai là có chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ ngơi điều độ này, thứ ba đó là chúng ta sử dụng mỹ phẩm thì cần có rõ nguồn gốc và loại mỹ phẩm tốt thì sẽ đảm bảo cho da chúng ta tốt, và cái thứ tư nữa đó là chúng ta có thể là có các cái phương pháp để giúp cho da, duy trì cho da săn chắc bằng các cái công nghệ để mà làm duy trì da chúng ta trẻ được lâu. Dạ, dạ cảm ơn bác đã chia sẻ. Thì nếu mà thực sự mà nếu mà cái tình trạng da của mình mà đã bị lão hóa rồi thì không biết là có những cái phương pháp hay những cái công nghệ nào mà giúp cho da của mình lấy lại tuổi thanh xuân không bác ha? Thì cái câu hỏi bạn My cũng rất là hay, thì chắc đây cũng là cái câu hỏi mà rất nhiều các chị, các cô và thậm chí là hiện tại là có các anh nam cũng quan tâm đến cái vấn đề này. Tức là khi mà chúng ta đã có các cái phương pháp là chúng ta chăm sóc da tốt, chúng ta đã duy trì rồi, mà chúng ta cũng đã có cái tình trạng là da trùng, da bắt đầu lão hóa rồi, như là có các cái nếp nhăn trên da này, chúng ta da bắt đầu đổ xệ này, có các vấn đề về sắc tố da này, thì bây giờ làm sao để chúng ta giải quyết các cái vấn đề này, làm sao để điều trị để chúng ta có lại một làn da khỏe mạnh, làn da săn chắc. Thì như trước đây đó, khoảng 10-20 năm về trước thì chúng ta chưa có các công nghệ. Thì nếu mà với trường hợp mà da trùng, da đổ xệ thì cái việc đó là chúng ta về lâu dài có thể nghĩ tới đó là một cái cuộc phẫu thuật để mà căng da mặt, làm cho da mình nó căng trở lại, thì cắt đi các cái phần da dư, thì đó cũng là một cái hướng. Tuy nhiên thì nó tương đối là xâm lấn. Thì hiện tại trong những năm gần đây thì cái khoa học về y khoa cũng phát triển, và mình có những cái công nghệ mới để mà giúp cho chúng ta lấy lại một cái làn da săn chắc, khỏe mạnh, giải quyết các cái vấn đề nếp nhăn trên da, giải quyết các cái da bị trùng xệ để chúng ta có một khuôn mặt thon gọn, săn chắc, lấy lại cái sự trẻ trung mà chúng ta không cần thực hiện một cái cuộc phẫu thuật. Thì chúng ta có thể kể đến ví dụ như là chúng ta có cái công nghệ sóng siêu âm hồ tụ, hay là chúng ta sử dụng sóng cao tần RF để chúng ta chiếu lên trên cái vùng da cần điều trị. Thì chính cái sóng này khi mà đi vào trong da, đi vào lớp dưới da, và đặc biệt là đi vào cái lớp gọi là lớp SMAS hay là lớp bao cơ, thì nó sẽ làm kích thích, làm tăng sinh collagen, sẽ tái tạo các cái sợi collagen mới, tái tạo các cái sợi elastin do chính các cái tế bào gọi là nguyên bào sợi. Thì chính các cái nguyên bào sợi này khi mà được chiếu cái trùng sóng như sóng siêu âm hồi tụ hay là cái sóng RF, sóng cao tần vào, thì nó sẽ kích thích các cái tế bào này làm tăng sinh lại cái collagen. Thì khi mà sau khi điều trị đó, thì sau khoảng chừng 3 tháng cho tới 6 tháng da chúng ta sẽ tạo ra cái lượng collagen mới thay thế cho các cái sợi collagen cũ mất đi, thay thế cho các cái sợi collagen bị trùng nhão, thì sẽ làm cho da chúng ta được tái cấu trúc và săn chắc trở lại. Thì các cái phương pháp này cũng rất là có hiệu quả. Ngoài ra thì gần đây có một cái phương pháp mới nữa và cũng có hiệu quả rất là tốt với trường hợp mà da bị trùng, bị đổ nhiều, đó là phương pháp mà chúng ta gọi là cấy chỉ, hay là chúng ta căng da mặt bằng chỉ. Thì cái phương pháp chúng ta thực hiện đó là chúng ta đưa các cái sợi chỉ sợi chỉ ngoại khoa, sợi chỉ y khoa tự tiêu, thì cấy vào trong da.
thì trong cái quá trình, trong cái thời gian mà sợi chỉ tồn tại trong da đó, nó sẽ kích thích các cái tế bào của cơ thể, các cái tế bào nguyên bào sợi tạo ra collagen, tạo ra các cái lượng collagen bao xung quanh sợi chỉ. Và khi mà sợi chỉ này tiêu đi sau chỉ khoảng 6 tháng cho tới 18 tháng thì sợi chỉ nó tiêu hoàn toàn và cái collagen cơ thể nó sẽ thay thế hoàn toàn vị trí của sợi chỉ, thì chính cái những sợi collagen này làm cho da chúng ta săn chắc. Theo như là nãy giờ là bác chia sẻ đó, là tất cả những cái công nghệ nó giúp ra tăng sinh collagen, nó làm cho những cái da của mình nó sẽ săn chắc hơn, đàn hồi hơn, thì là không biết là những cái phương pháp giống như là sóng siêu âm hội tụ nè, hay là sóng cao tần RF nè, rồi căng da bằng chỉ hoặc là cái HA, thì không biết là những cái phương pháp nào là tốt nhất bác ha? Về các cái phương pháp điều trị trên thì nói là tốt nhất thì sẽ rất là, tức là sẽ không phải là không có phương pháp nào là tốt nhất, mà tùy theo từng da của từng người mình sẽ có cái phương pháp lựa chọn phù hợp nhất với cái da đó. Thì cái với ví dụ ở tại BB Thanh Mai thì khi mà các chị, các cô hay các anh tới tại BB Thanh Mai thì sẽ có bác sĩ sẽ trực tiếp thăm khám và sẽ kiểm tra xem tình trạng da cụ thể là mình lão hóa ở mức độ nào. Nếu như mình lão hóa ở mức độ vừa vừa thôi, có nếp nhăn li ti trên da và dư đến lúc mà quá gọi là đổ nhiều, thì mình có thể lựa chọn các cái phương pháp ví dụ như là dùng sóng RF hay là dùng công nghệ Thermax để mình đi trên da, mình chiếu lên cái vùng da cần điều trị. Thì sau khi mà điều trị như vậy sẽ làm cho các cái sợi collagen sẽ co lại. Thì sau khi mình điều trị chúng ta sẽ thấy được chừng khoảng 5-10% cái hiệu quả do cái sợi collagen nó co rút lại. Sau đó khoảng chừng 3 cho tới 6 tháng khi mà lượng collagen mới nó tăng sinh đủ trong da rồi, thì chúng ta thấy da nó sẽ căng và cái nếp nhăn li ti trên da sẽ được giải quyết, đồng thời là sẽ làm cho da chúng ta săn chắc. Còn nếu như mà trường hợp mà da chúng ta mà có bị sẹ nhiều hơn này, hai má bắt đầu là có hình thành các cái cục mỡ sẹ xuống, thì chúng ta có thể lựa chọn phương pháp thứ hai, đó là dùng phototherapy để giúp cho thon gọn khuôn mặt, làm nâng cơ và làm cho da chúng ta săn chắc. Còn nếu như mà trường hợp mà với một chị, một cô lớn tuổi hơn nữa mà da chúng ta bị đổ nhiều hơn, bị trùng nhiều hơn, thì chúng ta có thể là giải quyết bằng cái công nghệ đó là căng da mặt bằng chỉ. Thì cái phương pháp này cũng gọi là tiểu phẫu, cũng khá là rất là an toàn mà không có cái tác dụng phụ hay vấn đề gì cả, thì chúng ta có thể thực hiện cái phương pháp này và chúng ta đạt kết quả tối ưu hơn nữa. Thì nói chung là tùy từng da và chúng ta sẽ có cái lựa chọn tốt nhất cho cái làn da đó. Bác ơi, cho mình hỏi một cái, nếu mà ví dụ mà tình trạng mà mình sẽ sử dụng những cái công nghệ này thì là không biết là nó có những cái ưu và những cái khuyết điểm gì hay không, và khi mà mình dùng những cái công nghệ này xong rồi thì mình về mình có cần phải giống như là nghỉ dưỡng hay là chăm sóc hay là dưỡng da gì hay không ạ? Thì với cái công nghệ mà mình nêu bên trên đó, thì đó là cái công nghệ mà ví dụ như công nghệ ultrasound, công nghệ Thermax sử dụng sóng siêu âm hội tụ hay là sử dụng sóng cao tần RF để mà đi trên da, thì đây là một cái công nghệ mà hoàn toàn là không có xâm lấn, không có chảy máu. Thì sau khi điều trị xong thì chúng ta hoàn toàn là quay trở lại cái cuộc sống sinh hoạt hay là làm việc hoàn toàn là bình thường, chúng ta không có cần phải là nghỉ dưỡng hay là chế độ chăm sóc gì đặc biệt cả, thì hoàn toàn là bình thường thôi. Chúng ta có thể là chăm sóc da, vẫn dùng mỹ phẩm, vẫn dùng dưỡng ẩm bình thường, vẫn xài tất cả các cái mỹ phẩm, vẫn make up và vẫn quay trở lại sinh hoạt hoàn toàn là bình thường. Mình có câu hỏi. Em chào chị Cana. Chị Cana có đặt câu hỏi cho BB Thanh Mai là làm xong bao lâu thì hiệu quả vậy bác? Em cảm ơn câu trả lời câu hỏi của chị Cana. Em nhờ bác chia sẻ giúp em ạ. Cái câu hỏi này thì rất là hay, mà chắc là cũng rất là nhiều chị mà trước khi muốn đi làm chăm sóc da thì cũng rất là quan tâm đúng không ạ? Thì sau khi mà mình điều trị xong thì các chị sẽ thấy được chừng khoảng 5-10% hiệu quả ngay tức thì, ngay sau khi điều trị. Bởi vì là các cái phương pháp ví dụ như ultrasound, ví dụ như Thermax sử dụng sóng siêu âm hội tụ, sóng cao tần để mình đi làm cho da săn chắc, thì sau khi điều trị xong các cái sóng này nó sẽ làm cho co rút các cái sợi collagen có sẵn trên da. Nên thấy chúng ta thấy được 5-10% hiệu quả sau điều trị là do các cái sợi collagen nó co rút lại. Sau đó thì mỗi một ngày sau collagen sẽ tăng sinh lên một chút, và một tháng sau sang lên rõ hơn nữa. Sau chừng khoảng 3 cho tới 6 tháng thì cơ thể sẽ tăng sinh đủ một cái lượng collagen gọi là tối ưu nhất, tối đa.
thì khi đó chúng ta sẽ thấy là cái kết quả mà thấy kết quả tốt nhất sau khoảng 3 cho đến 6 tháng. Dạ. Em chào chị Nhím Điệu ạ. Dạ, chị Nhím Điệu có câu hỏi là đang điều trị sẹo rỗ có làm trẻ hóa da được không bác sĩ? Dạ, em cảm ơn câu hỏi của chị Nhím Điệu ạ. Dạ, em mời bác sĩ chia sẻ giúp em ạ. Thì cái câu hỏi này cũng rất là hay, bởi vì có một số các chị các bạn đó là mình đang điều trị cái sẹo rỗ. Dạ. Thì mình có thể là mình xen kẽ vẫn có thể đi được các cái công nghệ mà điều trị để trẻ hóa da. Thực ra là trong quá trình điều trị sẹo rỗ đó mình đã đi các cái công nghệ, ví dụ như là PRP hay là mình có làm fractional hay là cái công nghệ siêu vi điện, thì các cái công nghệ này nó cũng đã làm cho cái da mình trẻ hóa được phần nào rồi, đã có tác dụng trẻ hóa rồi. Còn nếu như chúng ta cần muốn trẻ hóa tốt hơn nữa, nhiều hơn, cái hiệu quả tăng cao hơn nữa, thì chúng ta có thể xen kẽ. Ví dụ như là chúng ta đang điều trị sẹo rỗ thì sau khoảng một tháng sau da nó phục hồi tốt rồi, chúng ta có thể là chúng ta thực hiện cái việc mà trẻ hóa da bằng công nghệ ultrasound hay là công nghệ thermas hay là các công nghệ mà sóng siêu hội tụ hay là RF thì hoàn toàn có thể được. Hoặc là chúng ta vẫn có thể là mình căng chỉ trong xen kẽ trong cái quá trình đó vẫn có thể làm được, chứ không nhất thiết là mình cứ phải điều trị hết cái sẹo rỗ rồi mình mới chuyển qua các cái phương pháp khác thì mình không cần thiết. Dạ, em chào chị Thanh Anh ạ. Chị Thanh Anh có câu hỏi cũng rất là hay đó ạ. Bác sĩ cho em hỏi bao nhiêu tuổi thì mình làm được công nghệ trẻ hóa da này ạ? Câu hỏi cũng rất là hay. Dạ, em cảm ơn chị Thanh Anh ạ. Thì với cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ thấy là với cái da của chúng ta đó, nó sẽ phát triển từ khi mà chúng ta sinh ra cho tới năm 18 tuổi. Năm 18 tuổi là cái mức gọi là đánh dấu là cái da chúng ta là phát triển là gọi là tối đa nhất. Thì sau cái tuổi đó trở đi thì da chúng ta bắt đầu có dấu hiệu lão hóa, thì mỗi một năm nó sẽ mất đi một lượng collagen nhất định. Thì chúng ta cần phải có các cái phương pháp để làm sao cho da của mình không bị lão hóa. Ví dụ như trên là chúng ta cần phải bảo vệ da bằng cách chống nắng kỹ, bằng cách chăm sóc da tốt, sử dụng mỹ phẩm gọi là chất lượng hay là chế độ chăm sóc da, thì đó tất cả những cái đó sẽ giúp cho da chúng ta chậm lão hóa. Thì sau đó nếu chúng ta cũng nên là chúng ta thực hiện các cái phương pháp trẻ hóa da sớm để chúng ta duy trì da cho nó luôn luôn săn chắc. Thì các cái công nghệ mà chúng ta kể trên đều là làm cho da chúng ta tăng sinh collagen, thì nó hoàn toàn an toàn và hoàn toàn là tốt. Thì hoàn toàn là thường khoảng từ 2 năm tuổi trở đi chúng ta bắt đầu nên làm. Thì chúng ta bắt đầu nhẹ nhẹ bằng các phương pháp, ví dụ như đi sáng cao tần trước hoặc là đi thermas trước. Thì với cái độ tuổi đó thì chúng ta chưa lão hóa nhiều, chúng ta đi nhẹ nhẹ. Còn nếu như mà chúng ta lớn tuổi hơn nữa, ví dụ như từ khoảng ngoài 30 trở ra, chúng ta có thể đi các công nghệ như ultrasound hay là lão hóa nhiều thì chúng ta căng chỉnh. Thì chúng ta nên bắt đầu sớm, càng sớm thì giữ cho da chúng ta càng trẻ lâu. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta còn cái làn da rất là trẻ, thì nếu chúng ta làm công nghệ trẻ hóa da sẽ không chỉ là giúp cho chúng ta có da đẹp hơn mà giúp cho chúng ta trẻ được lâu hơn, duy trì cái vẻ đẹp của chúng ta. Dạ. Em chào chị Ngọc Yến ạ. Chị Ngọc Yến có câu hỏi là làm xong thì có tác dụng phụ gì không bác? Em cảm ơn câu hỏi của chị Ngọc Yến ạ. Câu hỏi này thì chắc cũng được rất là nhiều mọi người quan tâm. Dạ, thì cái với công nghệ như là công nghệ ultrasound hay công nghệ thermas thì đều là những cái công nghệ mà chúng ta được FDA, tức là cái cơ quan y tế, cơ quan thực phẩm và thuốc của Hoa Kỳ là phê duyệt và đã được kiểm nghiệm và được phê duyệt cho sử dụng. Thì khi chúng ta được cái FDA đó chứng nhận rồi thì chúng ta hoàn toàn là yên tâm với trong quá trình mà chúng ta sử dụng cái công nghệ này, đó là hoàn toàn là an toàn, hoàn toàn là có hiệu quả và hầu như là chúng ta không có cái tác dụng phụ gì nhiều. Thì cũng có gặp, ví dụ như sau khi điều trị xong thì cái chỗ vùng da điều trị có thể là hơi hơi sưng sưng, hơi nề nề lên một chút, trong chừng khoảng 2-3 ngày nó hết. Hoặc là ví dụ như công nghệ thermas thì làm xong thì chúng ta có thể hơi đỏ đỏ da chút trong chừng khoảng 4-5 tiếng, chúng ta ngủ qua đêm là hoàn toàn là da bình thường trở lại, chứ không có cái vấn đề gì mà gọi là tác dụng nguy hiểm cho cơ thể hay là nguy hiểm cho da của chúng ta cả. Dạ, em cảm ơn những chia sẻ của bác ạ. Dạ, em chào chị Cao Linh ạ. Chị Cao Linh có để lại câu hỏi là
làm xong duy trì được bao lâu ạ? À? Dạ em cảm ơn câu hỏi của chị Cao Linh ạ. À. Về cái hiệu quả được bao lâu thì cái này cũng rất là quan trọng, bởi vì khi mà chúng ta làm cái công nghệ thì chúng ta cần biết là chúng ta nó sẽ bao lâu thì chúng ta phải làm lại, để độ hiệu quả nó duy trì như thế nào. Thì về các cái công nghệ tăng sinh collagen mà như chúng ta nói ở trên đó, thì sau khi chúng ta làm xong, sau khoảng 3 đến 6 tháng thì tăng sinh một cái lượng collagen nó sẽ là tối đa nhất. Thì cái collagen này nó sẽ duy trì theo cái collagen của cơ thể, collagen của da. Thì hàng năm, mỗi năm chúng ta sẽ mất đi một cái lượng collagen nhất định, chừng khoảng 1%, 2% collagen của da, hoặc là tùy theo cái cơ địa của mỗi người và tùy theo cái chăm sóc của mỗi người. Thì cái collagen mà mới tạo ra này nó sẽ mất đi giống như vậy. Thì cái việc mà thường là nó sẽ duy trì cho mình được chừng khoảng 2-3 năm là thời gian đẹp nhất của các cái công nghệ này. Thì sau đó thì chúng ta, nếu chúng ta có điều kiện, chúng ta nên giảm lại sau khoảng 1 năm, chúng ta giảm lại một lần, 1 năm giảm lại một lần, thì chúng ta sẽ giữ cho cái da nó luôn luôn trẻ trung và chúng ta không có làm chậm cái quá trình lão hóa của da. Dạ, em cảm ơn bác ạ. Em cảm ơn chị Thanh Anh ạ. Dạ, dạ em chào chị Thủy Nguyễn ạ. Dạ chị Thủy Nguyễn có câu trả lời là: da chị có gân đỏ làm có hết được không em? Dạ em cảm ơn câu hỏi của chị Thủy Nguyễn ạ. Chắc chị Thủy Nguyễn là chị quan tâm đến cái vấn đề đó là giãn mạch máu, giãn ở dưới da. Thì cái này cũng thường gặp, mình cũng hay gặp, bởi vì là nó có này, nó có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất đó, là do cái cơ địa của chị là có cái, tức là sinh ra mình đã có các cái mạch máu giãn ở dưới da là bẩm sinh rồi, hoặc thứ hai đó là theo thời gian cái cơ địa tự xuất hiện các cái mạch máu giãn này, thì do cơ địa thì tự xuất hiện thôi. Và thứ hai, trường hợp thứ hai đó là do chúng ta sử dụng mỹ phẩm. Thì một số loại mỹ phẩm như kem trộn nó làm mỏng da, làm teo da, thì cũng làm cho da chúng ta xuất hiện các cái mạch máu giãn dưới da, các gọi là các cái mao mạch, hay là dân gian chúng ta gọi là các cái gân máu đó. Thì cái trường hợp này chúng ta phải dùng các loại laser đặc biệt, đó là cái laser cái PDL. Thì cái này mình sẽ chiếu vào trên cái vùng da mà có cái mạch máu giãn, nó sẽ làm cho làm phá hủy cái mạch máu này đi, cái mao mạch này đi. Thì cái này nó gọi là, đã là gọi là cái mao mạch giãn dưới da, thì những cái mao mạch này nó hoàn toàn là gọi là không cần thiết, chúng ta sẽ phá hủy nó đi. Thì khi mà chúng ta dùng các cái công nghệ laser, ví dụ như PDL thì nó sẽ, hoặc là cái IPL để chúng ta điều trị thì cũng có thể điều trị được. Chị Michael. Dạ em chào chị Michael Trang ạ. Em thấy chị Trang có để lại câu hỏi dành cho bác sĩ là: cho em hỏi, em mới 30 mấy tuổi mà em bị nọng cầm, điều trị như thế nào ạ? Dạ em cảm ơn câu hỏi của chị Trang ạ. Vùng nọng cầm đúng không? Dạ. Nọng cầm thì thường là cái nguyên nhân đó là do chúng ta bị tích tụ mỡ. Mỡ tích tụ ở vùng nọng cầm và cái da nó trùng, thì chúng ta thấy là có cái nọng, hay một số mọi người gọi là cái cầm đôi đó. Cầm hai, gọi là hai cầm đó. Thì cái này mà cũng làm cho chúng ta nhìn, gọi là một số người thì không thích cái nọng này, thì chúng ta hoàn toàn có thể điều trị được bằng việc là chúng ta dùng công nghệ sóng siêu âm hội tụ. Chúng ta sẽ chiếu trực tiếp vào cái vùng nọng cầm có mỡ này, thì sau khi chúng ta dùng cái tần số cao thì sẽ làm cho các cái tế bào mỡ bị phá hủy và sẽ tiêu đi, đồng thời là làm cho cái vùng da ở cái vùng nơi điều trị săn chắc lại, co lại, thì chúng ta sẽ cải thiện được cái nọng cầm thon gọn lại, làm cho chúng ta rõ cái đường viền hàm hơn, chúng ta đẹp hơn. Dạ em cảm ơn chia sẻ của bác ạ. Có một câu hỏi của chị ớt đỏ. Em chào chị ớt đỏ ạ. Chị ớt đỏ có chia sẻ rằng mình làm công nghệ Ultherapy xong, một thời gian sau nếu không làm nữa thì da có bị xuống cấp nhanh không bác? Dạ em cảm ơn câu hỏi của chị ớt đỏ ạ. Với công nghệ như là chúng ta làm tăng sinh collagen, ví dụ như Ultherapy hay là Thermax,
sử dụng sóng ion ngưng tụ, sử dụng sóng cao tần, thì các cái phương pháp này đó là làm tăng sinh cái collagen tự thân của cơ thể. Thì cái collagen này nó sẽ mất đi theo cái thời gian, mỗi một năm cơ thể nó mất đi một phần. Thì nếu như mà chúng ta làm hôm nay, sau khoảng 2 năm sau chúng ta vẫn còn cái collagen khá là nhiều thì vẫn là tốt hơn so với cái việc mà chúng ta chưa có làm bao giờ. Thì cái này nó không có làm, ví dụ như chúng ta không làm, nó không có làm cho da mình lão hóa mau hơn hay là vấn đề gì cả, mà nó giữ cho da mình trẻ được lâu hơn. Tức là gì? Tức là làm cái công nghệ này, nếu như chúng ta mà không có điều kiện để mà giảm lại những cái lần sau nữa thì da chúng ta vẫn khỏe hơn, vẫn săn chắc hơn, vẫn tốt hơn là việc mà chúng ta chưa làm bao giờ. Chứ nó không có làm cho da chúng ta, nếu mà chúng ta không giảm lại thì da nó lão hóa nhanh hơn, không có cái điều đó. Thì tức là nó không có làm cho da chúng ta gọi là bị nghiện cái này, không còn. Dạ, em cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Em cảm ơn cả nhà. Thì nếu mà cả nhà ai có còn những cái thông tin gì thắc mắc thì vui lòng inbox số điện thoại cho bên em, thì bên em sẽ có nhân viên chia sẻ trực tiếp cho bên mình lại. Và hôm nay là buổi livestream của bên em đã kết thúc. Em xin hẹn cả nhà lại 10 giờ sáng thứ năm hàng tuần. BB Thanh Mai bên em sẽ có một buổi livestream về chuyên đề bạn hỏi chuyên gia trả lời trên fanpage của BB Thanh Mai. Và em cũng chia sẻ thêm là chủ nhật tuần này bên em vào lúc 10 giờ sáng lúc 10 giờ sáng ngày 11 tháng 8 tại BB Thanh Mai 158A Võ Thị Sáu, quận 3, bên em sẽ tổ chức chương trình hội thảo Xóa nọng cằn không xâm lấn. Thì em mời cả nhà sắp xếp thời gian quý báu của mình để ghé BB Thanh Mai để được chia sẻ thêm về những cái công nghệ cũng giống như là những cái kiến thức về chăm sóc da ạ. Em cảm ơn cả nhà, em chúc cả nhà có một ngày thật là vui vẻ. Em cảm ơn những cái câu chia sẻ của bác ạ. Em chào cả nhà. Em xin chào tất cả mọi người. Em xin chào cả nhà.